Bóng đá có thắng có thua, chúng ta đã thấy người đặc biệt khóc khi giành được vinh quang với AS Roma, đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Nhưng chưa hẳn ai biết được câu chuyện Jose Mourinho đã khóc một lần duy nhất khi trải qua thất bại. Trận thua duy nhất khiến Jose Mourinho bật khóc là thất bại trước Bayern Munich ở bán kết lượt về Champions League năm 2011 đến năm 2012. Năm đó, Jose Mourinho đang dẫn dắt Real Madrid. Jose Mourinho chia sẻ với tờ Marca, đêm đó là lần duy nhất trong sự nghiệp huấn luyện, tôi bật khóc sau một trận thua. Tôi và trợ lý Eitor Carranca dừng trước cửa nhà, cứ ngồi trong xe mà khóc. Trận lượt đi tại Allianz Arena, Real Madrid thua 1-2. Trận lượt về trên sân Bernabeu, Real Madrid thắng 2-1. Tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-3 và đôi bên phải bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Trên chấm 11m, Cristiano Ronaldo, Kaká, Sergio Ramos lần lượt sút hỏng. Chỉ có Xabi Alonso thành công và Real Madrid thất bại 1-3 trong loạt đấu súng với Bayern Munich. Thật không may, đó là bóng đá. Cristiano Ronaldo, Kaká, Sergio Ramos là ba quái kiệt trên sân cỏ nhưng họ cũng là con người. Thật cay đắng khi mùa giải đó, chúng tôi là đội hay nhất. Jose Mourinho trải lòng, ở mùa giải năm 2011 đến năm 2012, Real Madrid của Jose Mourinho đã vượt qua Barca để giành chức vô địch La Liga. Kền kền trắng ghi 121 bàn thắng, giành 100 điểm và bỏ xa gã khổng lồ xứ Catalan tới 9 điểm. Trong khi đó, vòng bán kết Champions League là cái dớp đen đủi của Real Madrid dưới thời Jose Mourinho. Ba mùa giải làm việc ở sân Bernabeu, người đặc biệt đều dừng bước trước ngưỡng cửa chung kết khi lần lượt bị loại bởi Barca, Bayern Munich, Dortmund.